Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tổ tiên linh thiêng báo mộng chúng lớn, tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, đúng tháng 5 âm lịch 2024, ôm trọn lộc trời, đến thời đổi vận, tiền về chật két, phát tài cực giàu. Quý khán giả thân mến, khi con người làm chuyện gì, hậu quả tốt xấu đều do hành vi của mình là thiện hay ác mà tạo ra. Nó tích tụ theo năm tháng mà đúc thành, đến thời điểm nào đó nó sẽ diễn ra, tương tự lành hay dữ cũng là do số mệnh bản thân tự tạo mà ra. Thời điểm bước sang tháng 5 âm lịch tới đây, hoa cái và tử vi thiên tinh chiếu rọi, con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 sẽ gặp những biến động gì? Là may hay hạn thì Minh Đường Tử Vi mời quý khán giả cùng đi tìm câu trả lời ngay trong video dưới đây nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 có đặc điểm tính cách gì nổi bật ngay sau đây. Trong 12 con giáp, Hợi là con giáp đứng cuối cùng. Theo quan niệm dân gian thì người tuổi Kỷ Hợi là người sáng dạ, nắm bắt vấn đề nhanh nhạy, tháo vát. Người tuổi Kỷ Hợi dễ ăn dễ uống, không kén chọn và có cơ thể khỏe mạnh. Tính cách của người tuổi Kỷ Hợi luôn ôn hòa, lương thiện, có khả năng thương mại nên dễ làm giàu, no đủ và an nhàn vào tuổi trung niên. Người tuổi Kỷ Hợi chất phác, không màu mè, khoa trương, song đôi khi lại có những ý kiến vô cùng độc đáo, đặc biệt. Họ khiến cho những người xung quanh cảm thấy dễ chịu khi tiếp cận vì họ không bao giờ bắt ép ai phải làm một việc gì mà người đó không thích. Họ sẵn sàng khoan dung, độ lượng trước những lỗi lầm của người khác. Tuy nhiên, khi bị ép quá mức không chịu nổi, thì họ cũng sẽ nổi giận và tranh đấu quyết liệt tới cùng. Nhưng khi xong việc, thì họ sẽ chẳng bao giờ để bụng ai. Người tuổi Kỷ Hợi không thích mê hoặc người khác như tuổi Thìn, cũng chẳng giỏi lôi cuốn mọi người như tuổi Khỉ hay tuổi Hổ, cũng không nói năng ngọt ngào như tuổi Rắn, mà họ mang trong mình đặc điểm riêng, không thể nhầm lẫn được, đó chính là sự chân thật khiến cho người khác khó lòng rời xa. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Tháng 5 âm lịch sẽ là khoảng thời gian tương đối khó khăn đối với người tuổi Kỷ Hợi. Bản mệnh cần tự mình tìm động lực cho mình để có thể cố gắng vươn lên, hãy coi những vấn đề mình gặp phải lúc này là yếu tố cần thiết giúp bản mệnh tiến bộ. Nhờ có nguyệt lệnh lâm tuyệt tác động, bản mệnh có thể cảm thấy nhiều công việc đang lâm vào bế tắc, nhiều sự cố bất chợt xảy ra khiến bạn phải mất rất nhiều thời gian để ứng phó. Thậm chí có những người còn đánh mất phương hướng của mình, không biết mình cần phải làm gì mới có thể vượt lên trên nghịch cảnh. Những khó khăn trong công việc cũng khiến tài lộc khó phát triển. Thời điểm hiện tại, tuổi Kỷ Hợi nên hạn chế mở rộng quy mô làm ăn của mình. Đừng nóng vội chạy theo những bước chân của người khác, bởi bạn cần thời gian để đánh giá lại những gì mình đã và đang làm. Nếu có vấn đề gì thì cần nhanh chóng rút kinh nghiệm và sửa chữa ngay. Ngũ hành tương khắc cũng ảnh hưởng xấu đến phương diện tình cảm và gia đạo. Bản mệnh thường xuyên bất an, lo lắng buồn phiền vì những vấn đề ngoài cuộc sống, nhưng lại không muốn tâm sự với người thân của mình. Nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này, mối quan hệ giữa đôi bên sẽ ngày càng trở nên xa cách, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ xấu chen chân. Xem tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi dễ rơi vào cảnh bế tắc khi bước chân sang tháng 5 này. Dưới ảnh hưởng của cục viện nguyệt lệnh lâm tuyệt, bạn làm gì cũng thấy bị cản trở, không bởi yếu tố khách quan thì là chủ quan. Hãy xác định tinh thần rằng, tháng 5 âm lịch này, bạn sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh khá khốc liệt đến từ đồng nghiệp hoặc là đối thủ. Vì vậy khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cần phải chắc chắn với hướng đi và mục tiêu của mình, đừng dễ dàng dao động vì sự tác động của người ngoài. Muốn gặt hái được thành công, bạn không nên sợ hãi khó khăn và thất bại. Ngược lại, hãy coi đó là cơ hội để mình nhìn nhận rõ năng lực của bản thân.
đồng thời rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Làm được như vậy, bạn mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Trên thực tế, vận trình của tuổi Kỷ Hợi tháng này vẫn có điểm sáng le lói. Do các tinh tử vi chiếu mệnh, bạn chỉ cần hết sức cố gắng, dựa vào sức của chính mình thì chẳng sợ là không lọt vào mắt quý nhân, những người tốt bụng xung quanh bạn cũng sẽ không ngại giúp đỡ bạn một tay. Công việc chưa có nhiều tiến triển, kéo theo tình hình tài chính cũng tương đối ảm đạm trong tháng này. Người tuổi Kỷ Hợi cần phải bình tĩnh và làm cho tốt những việc còn dang dở, chớ nên đưa ra những quyết định nóng vội kẻo cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không. Các dự án đầu tư, kinh doanh của bản mệnh có dấu hiệu dậm chân tại chỗ. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để xem xét vấn đề đang nằm ở đâu. Chỉ khi khắc phục được các sai sót, bạn mới có thể vượt qua khỏi khó khăn, kiếm tiền về túi thuận lợi như khoảng thời gian trước đó. Ngoài ra, ở thời điểm này, bạn sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh giành giật khá khốc liệt đến từ đối thủ. Hãy luôn cẩn thận trong mọi việc kẻo bị đối thủ chơi xấu, dẫn đến cảnh hao tài tốn của, thậm chí là gây ảnh hưởng đến cả danh tiếng của mình. Theo tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, tháng này cũng không thích hợp cho các hoạt động khởi nghiệp, khuyên bản mệnh vẫn nên dành thời gian để học hỏi thêm các kiến thức hữu ích, đồng thời cân nhắc kỹ càng hơn về mục tiêu của mình. Khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vật lực, bạn sẽ dễ dàng đạt được thành công hơn. Tử vi cát tinh khuyên tuổi Kỷ Hợi nên chăm chỉ làm việc, đừng ngại khó khăn hay là vất vả, bởi vì cuối cùng thì công sức của bạn cũng sẽ được trả công xứng đáng, bạn thậm chí có thể chuyển bại thành thắng, khẳng định được vị thế của bản thân. Đáng buồn là mối quan hệ giữa tuổi Kỷ Hợi và người thân đang có dấu hiệu ngày một xa cách, bạn cảm thấy hai người không thấu hiểu nhau nên ngày càng sống khép kín hơn, không muốn tâm sự với gia đình, những áp lực và khó khăn trong cuộc sống. Nếu không thay đổi cách nghĩ và cách hành xử của mình, bạn không những đẩy bản thân vào cảnh căng thẳng không cần thiết mà còn tác động xấu đến quan hệ vợ chồng, bạn càng không nói chuyện, người ấy sẽ chỉ càng không hiểu được bạn mà thôi. Khi quan hệ đôi bên xa cách, con giáp này cũng cần phải thận trọng trước nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện. Nếu bây giờ bạn không quý trọng những gì mình đang có, thì đến khi mất đi, bạn sẽ cảm thấy vô cùng hối hận. Đến lúc đấy thì mọi việc cũng đã muộn rồi. Tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi thấy rằng, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi vẫn khá ổn định trong khoảng thời gian này. Nhờ thế mà bạn có sức để cố gắng vượt lên trên khó khăn, hãy tiếp tục duy trì lối sống điều độ. Chớ nên suy nghĩ bi quan, nếu có vấn đề gì thì đừng ngại chia sẻ với mọi người, bởi vì ai cũng sẵn lòng giúp đỡ bạn. Ngoài ra, bạn cũng chớ nên bắt bản thân làm việc quá sức, người lớn tuổi chú ý khi đi lại cũng như thể dục thể thao hợp lý, nếu không dễ gặp phải những sự cố ngoài ý muốn. Tiếp theo chương trình là phần luận giải chi tiết từng tuần cùng Cẩm Nang vượng vận trong tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Hãy cùng theo dõi để nắm bắt vận trình mình sẽ ra sao quý khán giả nhé! Tử vi tuần đầu tiên của tháng 5 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Trong tuần này, người tuổi Kỷ Hợi sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp do phải chịu ảnh hưởng của cục diện nguyệt lệnh lâm tuyệt. Mọi chuyện khó có dấu hiệu tiến triển đáng kể. Trong thời điểm này đòi hỏi bạn phải thật quyết tâm, cố gắng để vượt qua, chớ bỏ dở giữa chừng và công sức dễ đổ xuống sông xuống biển. Đối với người làm công ăn lương, bạn dễ phải chịu sự quấy nhiễu, cạnh tranh của đồng nghiệp. Mặc dù bạn đã cố gắng an phận thủ thường, nhưng dường như những rắc rối vẫn luôn ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới nhất. Khoảng thời gian này, bạn hoàn thành cho tốt đúng tiến độ công việc được giao đã là tốt lắm rồi. Con đường công danh sự nghiệp khó có thể rộng mở. Những lúc như thế này, bạn không nên âm thầm giấu mọi chuyện trong lòng. Hãy tâm sự với mọi người xung quanh, những người đi trước giàu kinh nghiệm, ắt sẽ truyền dạy cho bạn những kiến thức hữu ích. Ngoài ra, bạn nên hạn chế tiếp xúc, mâu thuẫn với người có uy quyền kẻo dễ bị chèn ép, cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có bản thân mình. May mắn là tử vi tuần của tuổi Kỷ Hợi thấy rằng, dù vận trình ảm đạm, thì các tinh vẫn sẽ xuất hiện như một tia sáng, giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ bi quan. Tử vi xuất hiện, bạn hoàn toàn có cơ hội gặp được quý nhân, đó sẽ là người dẫn đường, chỉ lối, giúp bạn tìm ra hướng đi phù hợp cho mình, hãy cố gắng rồi bạn sẽ có cách vượt qua tình cảnh bế tắc hiện tại. Không thể phủ nhận rằng, sức ảnh hưởng lớn lao của nguyệt lệnh lâm tuyệt lên vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi khó có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước đó. Đồng tiền rồi có chảy vào túi đi nữa cũng khá nhỏ giọt, không giúp ích nhiều cho cuộc sống của bạn. Đối với người làm đầu tư kinh doanh, sự cạnh tranh, giành giật với đối thủ sẽ khiến bạn sứt đầu, mẻ chán mà chưa chắc kết quả đã được như ý muốn. Bạn cần phải cẩn trọng trước những chiêu trò chơi xấu của tiểu nhân, nếu không dễ rơi vào cảnh hao tài, tốn của, khó thu hồi vốn. Doanh thu của những người làm công việc buôn bán nhỏ lẻ cũng có dấu hiệu chững lại. Thời buổi này bạn nhập hàng hóa khá khó khăn, nhu cầu của khách hàng lại không cao.
nên có làm ăn thì cũng chỉ đủ để duy trì, khó mở rộng quy mô, hãy thật bình tĩnh và kiên nhẫn để vượt qua thời điểm khó khăn. Chưa nghĩ đến việc cạnh tranh không lành mạnh, giành giật của người khác, bởi vì làm vậy chỉ làm xấu đi hình ảnh của bạn, dễ đẩy bạn vướng vào rắc rối pháp luật mà thôi. Bản mệnh cần phải chú tâm trong công việc làm ăn của mình, bởi các tinh tử vi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, giúp bạn tìm ra hướng đi mới để thoát khỏi bế tắc. Đó có thể là quý nhân giới thiệu cho bạn đối tác mới triển vọng, hoặc là một con đường mới để vượt qua khó khăn. Hãy chăm chỉ làm việc rồi tương lai gần bạn sẽ nhận được quả ngọt. Tử vi tuần của tuổi Kỷ Hợi cho thấy rằng con đường gia đạo của bản mệnh nhuốm một màu ảm đạm. Do không có các tinh chủ đào hoa soi chiếu, cả người lập gia đình cũng như người độc thân đều phải chịu đựng nỗi buồn, thậm chí không tìm ra người để san sẻ. Đối với người đã lập gia đình, bạn chớ nên để những áp lực, căng thẳng mà mình phải gánh chịu ngoài xã hội lên đầu người thân. Thay vì việc cáu bẩn, nóng giận, thì bạn hãy chủ động chia sẻ tâm sự với người ấy. Rất có thể gia đình sẽ đưa ra cho bạn những kiến nghị phù hợp, giải quyết những khó khăn đang vướng mắc. Đáng buồn hơn nữa khi có hiểu lầm xảy ra, hai người chẳng ai muốn là người chủ động đứng ra giải thích và điều đó sẽ khiến hiểu lầm ngày một lớn dần. Nếu còn trân trọng gia đình, thì đừng để điều đó trở thành nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Những khó khăn xảy đến dồn dập trong cuộc sống khiến người tuổi Kỷ Hợi khó có thể duy trì được tinh thần lạc quan, vui vẻ, cũng may điều đó chưa ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe, thể chất của bạn. Để duy trì tình trạng hiện tại, bạn nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, không nên viện lý do để nghỉ ngơi. Ngồi yên một chỗ, bạn có biết việc vận động thường xuyên cũng có tác dụng cải thiện tinh thần, giúp bạn minh mẫn hơn trong giải quyết công việc hay không? Khẩu quyết, phải chịu sự cạnh tranh, bon chen của đồng nghiệp cũng như đối thủ. Quý nhân, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu đỏ. Con số may mắn, 19 và 79. Tử vi tuần thứ 2 tháng 5 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi 1959. Xem tử vi tuần của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, công việc của tuổi Kỷ Hợi trong tuần này không có nhiều trở ngại. Bạn có khả năng xử lý rất nhanh với cả những tình huống khó khăn, mọi việc trở nên khá dễ dàng khi mà bạn chỉ cần tập trung trong một khoảng thời gian nhất định. Sự xuất hiện của thiên ứng trong tuần có lợi cho bản mệnh đang làm công việc có tính chuyên môn cao hoặc đòi hỏi phải sáng tạo. Đây là lúc bạn có thể trổ tài cho thấy ưu thế của mình so với đồng nghiệp. Những người đang tìm kiếm công việc có thể có được cơ hội cho riêng mình. Những người đang tìm kiếm việc làm cần phải hết sức tỉnh táo và lưu tâm bởi vì các cơ hội có thể bất ngờ tìm đến. Một đề nghị công việc nào đó thông qua các liên hệ cá nhân có thể là sự lựa chọn tốt cho bạn. Theo tử vi tuần của 12 con giáp âm lịch, thời điểm này con giáp tuổi Kỷ Hợi không phải suy tính quá nhiều vào vấn đề tiền bạc. Thậm chí với số tiền kiếm được từ việc làm thêm, bạn có thể mua cho mình một số món đồ yêu thích từ lâu. Tử vi các tinh hậu thuẫn cho con đường tài lộc của bản mệnh lúc này được tăng tiến, nhiều người gia tăng được thu nhập, bất chấp khó khăn hiện tại. Thậm chí trong lúc mọi người gặp trở ngại, lại là lúc bạn kiếm được tiền nhờ sự thông minh và nhanh trí của mình. Tuy nhiên, đừng để bản tính dễ tin người của bạn gây hại. Chỉ vì một lần cho người khác vay tiền thôi, bạn cũng đủ làm hỏng mối quan hệ và mất cả tiền bạc. Thực tế, bạn có phần thơ ngây khi xử lý các vấn đề liên quan đến chuyện tiền nong. Nhưng nếu bạn chủ động hơn trong việc trang bị kiến thức tài chính cho mình, thì bạn sẽ trở nên cứng cáp và tự tin hơn rất nhiều. Đế trầm hương là hương liệu quý, ngoài dùng để cúng tế lễ Phật, thì còn có nhiều công dụng trong lĩnh vực phong thủy. Bản mệnh có thể sử dụng trầm hương để cải thiện phong thủy, tăng tiến tài lộc. Xem tử vi tuần mới, ngũ hành xung khắc, dự báo mâu thuẫn vợ chồng khó hòa giải có thể xuất hiện trong tuần này, nhưng bạn vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Nếu điều chỉnh lại cách nói chuyện và để ý hơn tới cảm xúc của mình mỗi khi có chuyện xảy ra, bản mệnh hãy hiểu rằng, mỗi người trong chúng ta sở hữu những trí thông minh khác nhau để đưa ra hướng giải quyết phù hợp cho các vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, thay vì chỉ trích, chê bai, bạn hãy lắng nghe và tôn trọng góc nhìn của người ấy, hãy xem như bạn đang có thêm một góc nhìn mới, đừng để tư duy phản biện đúng sai nhấn chìm mối quan hệ tình cảm của mình. Sự logic cần thiết phải sử dụng trong lúc này để gia tăng sự kết nối với mọi người. Bản mệnh có thể dành ngày cuối tuần để nghĩ về các vấn đề trong gia đình và các vấn đề khác theo cách thích hợp hơn, điều này có thể giúp bạn đưa ra những kết luận đúng đắn và tiến bộ hơn. Xem tử vi tháng 5 âm lịch bước sang tuần mới, người tuổi Kỷ Hợi khá lơ là việc chăm sóc sức khỏe, đó là nguyên nhân khiến bạn thường xuyên phải nghỉ ốm, thậm chí có người phải nhập viện chỉ vì chủ quan xem thường bệnh tật của mình. Dường như bạn đang có quá nhiều mối quan tâm khác nhau, nên bạn không có đủ thời gian để nghỉ ngơi thường xuyên, không ngủ đủ giấc mỗi tối, nên cơ thể mệt mỏi là điều không tránh khỏi. Trong khi đó, bạn càng mệt mỏi,
càng cần có giấc ngủ sâu để nhanh hồi sức. Tuần này thời tiết khá nóng bức, khó chịu, bạn nên hạn chế ăn các loại hoa quả khiến bạn dễ bị nóng trong như vải, mít, nhãn, sầu riêng. Nếu thích cũng chỉ nên ăn với số lượng vừa phải mà thôi, đặc biệt nên tránh xa việc uống rượu bia nữa nhé, nếu không muốn cơ thể luôn trong tình trạng ủ rũ, không thể làm được việc gì chỉnh chu. Khẩu quyết tâm thế vô tư, thoải mái, giúp bạn vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Quý nhân, tuổi Tuất, tuổi Mão. Tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. Con số may mắn, 56 và 25. Tử vi tuần thứ 3 tháng 5 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Theo tử vi tuần cho thấy, thời điểm này con giáp tuổi Kỷ Hợi sẽ đón chào những cơ hội bất ngờ trong sự nghiệp của mình khi có đại cát tinh tử vi soi sáng con đường công danh. Nhìn chung, đây là tuần thuận lợi cho những việc như đàm phán, ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn. Đừng bỏ lỡ vận may đang có, hãy tập trung vào công việc của mình đi nhé. Những người kinh doanh lúc này làm ăn, buôn bán ngày càng thuận lợi, nhiều người may mắn tìm được mối làm ăn đáng tin và có thể cung cấp sản phẩm chất lượng cho mình. Thu nhập của bản mệnh lúc này khá dồi dào, nhiều người rủng rỉnh tiền tiêu nhưng vẫn rất chăm chỉ, bản mệnh đang cố gắng lên kế hoạch cho những kế hoạch sáng sủa hơn cho tương lai. Bên cạnh đó, đừng vì tự tin quá mà bỏ qua dấu hiệu một số kẻ xấu đang cố gắng lợi dụng bạn vì mục đích cá nhân của họ, hãy tinh tế hơn trong việc nhận định đối tác. Con giáp tuổi Kỷ Hợi tài vận hanh thông, nhiều người dễ dàng trở nên giàu có, nhiều người gặp vận tốt, cho nên không còn phải lo lắng nhiều về tiền bạc nữa. Những khoản đầu tư trước đây mang lại cho bạn khoản lợi nhuận đáng kể, một số người tuy chưa thấy lợi nhuận về ngay trong thời gian này, nhưng hãy nhìn thấy những tín hiệu cực kỳ tích cực, đáng để mong chờ. Tử vi tuần cho thấy, những ai trước đây gặp khó khăn về tài chính đã nhận được sự hỗ trợ từ một số người có kinh nghiệm, nhờ đó, đầu tư dễ có lợi nhuận, công việc thuận lợi cũng mang lại cho bạn thu nhập đáng kể để trang trải những khoản nợ của mình. Vận trình tình cảm, gia đạo của tuổi Kỷ Hợi khá ổn định, đừng cho rằng hai người không có mâu thuẫn là tốt, hãy tìm cách làm mới tình cảm bằng những hành động quan tâm tới nhau. Sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi tuần này không có gì phải lo lắng quá nhiều, cả khi bạn dù bận nhưng vẫn tranh thủ tập thể dục, dù đó chỉ là 10 đến 15 phút, về cơ bản thì lúc này hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Một điều mà bản mệnh nên lưu ý đó là mùa hè này nên mặc đồ thoáng mát, có khả năng thấm hút mồ hôi tốt, không nên mặc đồ quá bó sẽ làm tổn thương da và gây bệnh về da. Khi đi ra trời nắng, nên cố gắng che chắn cẩn thận, việc ánh sáng chiếu trực tiếp sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các vấn đề sức khỏe của bạn mà bạn không để ý nên chưa thấy rõ mà thôi. Ngoài ra, đừng chủ quan vì sức khỏe đang tốt mà làm việc quá sức, không để ý tới việc nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu chỉ cần cố gắng thêm, bạn sẽ dễ bị bệnh đấy. Chú ý nghỉ ngơi, đừng cố quá kẻo thành quá cố. Với những ai giảm cân, buổi tối chớ nên bỏ bữa, bạn có thể nấu canh súp, ăn nhiều rau củ quả để tránh bụng đói suốt đêm, việc bỏ bữa thực sự thiếu khoa học. Khẩu quyết, hãy để người khác một đường lui. Quý nhân, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Thân. Màu sắc may mắn, màu tím, màu đỏ. Con số may mắn, 72 và 90. Tử vi tuần cuối cùng tháng 5 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Xem tử vi tuần cuối của tuổi Kỷ Hợi, nguyệt lệnh dịch chuyển sang đất Lâm Quan, con giáp này sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Đây là thành quả có được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh, song cũng không thể phủ nhận được sự nâng đỡ, tương trợ của quý nhân. Lâm Quan có quý nhân chỉ lối, soi đường, nên con giáp này có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trên chặng đường phía trước của mình, không lo u mê lạc lối. Bản mệnh luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng với mọi phương án có thể xảy ra, nhờ sự lo xa ấy mà giảm thiểu được khá nhiều khó khăn, trở ngại, cũng giảm bớt sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải nhớ rằng, giữ cho mình khiêm tốn, chớ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Con đê bệnh chắc vậy mà còn có thể bị đàn mối đục dưỡng, chớ nghĩ rằng mình đủ lớn mạnh mà vỗ ngực tự tin thái quá, dễ mắc sai sót mà có hại cho bước đường về sau. Xét về tài vận. Tuần này người tuổi Kỷ Hợi biết quản lý tài chính nên mức thu nhập có thể không quá lớn, nhưng vẫn đủ để rủng rỉnh chi tiêu, con giáp này tính lo xa, nên chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu nhất, có tài vận ổn định, những chú heo có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Hơn thế nữa, bản mệnh lại chăm chỉ cần cù nên cũng được trời thương, làm ăn, buôn bán không đến nổi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Có điều tử vi nhắc nhở bản mệnh, hãy giảm bớt thói phù phiếm của mình, chớ nên vì thói sĩ diện mà nghiến răng mua sắm hoang phí,
Bởi có thể chỉ một phút bốc đồng có thể khiến bạn rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Hợi trong tuần này không có nhiều biến động. Nguyệt lệnh ở lâm quan, con giáp này cân bằng được tình cảm và lý trí, không để cho cảm xúc lấn át hết cả. Có thể điều này khiến cho đối phương cảm thấy bạn hơi cứng nhắc, nhưng đối với bản mệnh đó là điều cần thiết để bạn có thể làm chủ cuộc sống của mình. Xem tử vi tháng 5 âm lịch, sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi tuần này khá tốt, không có vấn đề gì lớn phải lo lắng. Hãy chăm chỉ tập thể dục, thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Khẩu quyết, sức khỏe tốt, cần cố gắng duy trì tốt hơn trong thời điểm này. Quý nhân, tuổi Dậu, tuổi Mùi. Tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu cam. Con số may mắn, 19 và 64. Quý khán giả thân mến, trên đây là luận giải tử vi chi tiết tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Hãy luôn tiếp tục khám phá và tìm hiểu những điều kỳ diệu trong cuộc sống nhé. Chúc quý khán giả có một ngày thật tràn đầy an lạc và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chia sẻ tương lai trên Minh Đường Tử Vi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.